tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin tối ngày 28 tháng 4 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Canada có kế hoạch mở cửa lại đại sứ quán ở Ukraine trong những ngày hoặc vài tuần tới. Moderna xin cấp phép vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi ở Canada. Đoàn xe mô tô Rolling Thunder đến Ottawa vào thứ Sáu này. Đây là những gì bạn cần biết Ngân sách trước bầu cử của thủ hiến Doug Ford đặt cược vào chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng trong khi thâm hụt. Cảnh sát Toronto đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện sản phẩm cần sa giống kẹo. Thành phố Vancouver tăng thuế nhà trống lên 5% vào năm 2023. Một cặp vợ chồng ở tỉnh BC mắc nợ tiền hoa hồng bất động sản dù không bán được nhà. Trong diễn biến cuộc giao tranh tại Ukraine, Kiev đã phá bỏ tượng đài tượng trưng cho tình hữu nghị với Nga trong khi đó, Nga cảnh báo phương Tây đừng thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Nền kinh tế Mỹ bất ngờ bị thu hẹp trong quý đầu tiên. Bắc Kinh tăng cường xét nghiệm cho 22 triệu cư dân để tránh phong tỏa như Thượng Hải. Ai cập bị chỉ trích sau khi ca sĩ bị bỏ tù vì video múa bụng. Biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm mới. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Canada cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống khi mà Nga tiếp tục đe dọa hạt nhân. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Melanie Julie cho biết Canada và các đồng minh phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các tình huống khi mà nhắc tới khả năng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân khi mà họ thất bại ở ukraine bà julie đã xuất hiện trước một ủy ban đối ngoại của thượng viện vào chiều ngày thứ năm để trả lời các câu hỏi về phản ứng của chính phủ liên bang đối với cuộc tấn công của nga vào ukraine kể từ đó các quan chức nga đã đưa ra những lời đe dọa hạt nhân khác nhau mà bà julie đã được ủy ban hỏi rằng người canada nên nghiêm túc xem xét các mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm ẩn như thế nào Bà trả lời, tôi nghĩ rằng chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Và đồng thời, chúng tôi cũng nghĩ rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng mà Nga đưa ra lời đe dọa vì thực tế là các lực lượng Ukraine đang kháng cự nhiều hơn họ nghĩ. Rõ ràng là cuộc xâm lược của họ là một thất bại và sẽ tiếp tục là một thất bại. Và chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi Ukraine giành chiến thắng, tức là các lực lượng Nga sẽ rời khỏi Ukraine. Canada có kế hoạch mở lại đại sứ quán tại Ukraine trong những ngày hoặc là tuần tới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Melanie Jolie cho biết, chính phủ Canada có ý định mở lại đại sứ quán ở Ukraine trong thời gian ngắn theo bước chân của các đồng minh. Canada đã đóng cửa đại sứ quán ở Kiev vào ngày 12 tháng 2 và chuyển các nhân viên ngoại giao tới thành phố Lviv ở phía Tây khi mà các mối đe dọa về một cuộc xâm lược của Nga gia tăng. Tất cả nhân viên kể từ đó đã được chuyển đến Ba Lan. Anh, Hoa Kỳ, Pháp và Ý cũng đã công bố các kế hoạch để mở lại đại sứ quán ở Ukraine. Đoàn xe mô tô Rolling Thunder đến Ottawa vào thứ Sáu này, đây là những gì chúng ta biết. Ottawa đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một đoàn xe biểu tình khác vào cuối tuần này, chỉ 4 tháng sau khi cái gọi là đoàn xe tự do đã phong tỏa trung tâm thành phố thủ đô. Sự kiện được gọi là Rolling Thunder Ottawa, xin tạm dịch là đoàn xe sấm rền đến Ottawa, sẽ chứng kiến hàng trăm người đi xe mô tô và những người biểu tình khác diễu hành qua các đường phố trung tâm thành phố và tổ chức một số cuộc biểu tình trên đồi quốc hội bắt đầu từ tối thứ Sáu. Chính quyền địa phương và liên bang đã chuẩn bị cho đoàn xe đang đến bằng cách đóng cửa giao thông và tăng số lượng cảnh sát trong khu vực. Với ý định tránh một vụ việc khác như là cuộc biểu tình của đoàn xe tải hồi tháng 2 mà các quan chức gọi là chiếm đóng. Dưới đây là những gì chúng ta được biết về sự kiện Rolling Thunder và cách các cơ quan chức năng đang phản ứng. Rolling Thunder Ottawa là gì? Cảnh sát Ottawa cho biết ít nhất 500 người đi xe máy dự kiến sẽ tham gia vào sự kiện kéo dài cuối tuần. Mặc dù các nhà tổ chức cho biết con số có thể vượt quá 1.000 người đi mô tô, nhóm Rolling Thunder không nói rõ về lý do họ tập hợp, ngoại trừ nói rằng họ sẽ ở Ottawa để kỷ niệm một cách hòa bình cho sự tự do của chúng tôi. Nhà tổ chức đoàn xe tên là Newser cho biết trong một video trên YouTube rằng đoàn xe mô tô bao gồm một số cựu chiến binh quân đội đang tập trung để tổ chức lễ phục tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia nơi mà ông nói rằng đã bị cảnh sát xúc phạm trong cuộc biểu tình của đoàn xe tự do vào tháng 2. Trang web của Rolling Thunder Ottawa cho biết họ kết hợp với các nhóm cựu chiến binh vì tự do và chiến binh tự do Canada. Cả hai nhóm này dường như có liên kết với đoàn xe tự do. Nhóm các cựu chiến binh vì tự do Tự mô tả trên trang web của mình như một nhóm bao gồm các cựu chiến binh Canada làm việc để khôi phục các quyền tự do cơ bản cho tất cả người dân Canada và tuân thủ luật pháp Canada. Các thành viên trong ban chỉ đạo của nhóm đó đều có quan hệ với các cuộc biểu tình trước đó, bao gồm cả một người là người phát ngôn của đoàn xe tự do. Trang web của Freedom Fighters Canada cho biết họ là một tổ chức yêu cầu chấm dứt mọi lệnh của chính phủ và chấm dứt luật pháp chuyên chế. Một số nhà tổ chức của nhóm cũng đã tham dự hoặc ủng hộ công khai các cuộc biểu tình trước đó. Những gì đang được lên kế hoạch. Theo lịch trình được đăng trên trang web của Rolling Thunder, các thành viên của Freedom Fighters Canada có kế hoạch tuần hành và tổ chức một cuộc biểu tình trên đồi quốc hội vào tối thứ Sáu, sau đó là một bữa tiệc vào sáng thứ Bảy, thì nhóm Rolling Thunder dự định dẫn đầu một đoàn xe mô tô băng qua các đường phố của trung tâm thành phố Ottawa quanh đồi quốc hội trước khi tổ chức lễ duyệt binh tại Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia. Freedom Fighters Canada sau đó sẽ tổ chức một cuộc tuần hành và biểu tình khác trên đồi quốc hội vào chiều thứ Bảy, với ông Chris Sky là khách mời đặc biệt. Ông Chris Sky còn được gọi là Chris Sarkozy đã tham gia vào một số cuộc biểu tình chống lại các quy định của COVID-19 trên khắp đất nước và đã bị bắt ở Ontario và Manitoba vì vi phạm lệnh y tế công cộng. Ông ta cũng đã bị cảnh sát Toronto buộc tội vào năm ngoái vì đã nói ra những lời đe dọa giết người, mà các tài liệu của tòa án tiết lộ là chống lại nhiều chính trị gia, bao gồm thủ hiến Ontario Doug Ford và các thủ hiến khác. Đoàn xe sẽ kết thúc với một buổi lễ tại nhà thờ cho những người đi xe mô tô vào sáng Chủ nhật cảnh sát đang phản ứng như thế nào. Cảnh sát Ottawa hôm thứ Hai cho biết họ sẽ không cho phép các phương tiện di chuyển trong khu vực xung quanh đồi quốc hội hoặc là đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia trong bất kỳ cuộc biểu tình nào, bao gồm cả Rolling Thunder. Nhà tổ chức ông Sher cảnh báo tình huống sẽ trở thành mở tự do cho tất cả nếu người đi mô tô của họ không thể đi vào các đường phố xung quanh đồi quốc hội. Nói thêm rằng sự an toàn của nhóm ông và người dân Ottawa đang bị đe dọa. Ông cũng cho biết ông hy vọng cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình và trang nghiêm. Cảnh sát trưởng lâm thời là ông Steve Bell cho biết, cơ quan cảnh sát lo ngại đáng kể rằng không phải tất cả các thành viên của đoàn xe sẽ tuân theo kế hoạch của nhà tổ chức và đã chuẩn bị cho khả năng những người biểu tình cố thủ trong nhiều ngày hoặc là nhiều tuần như họ đã làm vào tháng 2. Cảnh sát bổ sung, sẽ có mặt để thực thi việc đóng cửa đường và bắt giữ những người biểu tình nếu cần thiết, cùng với các thành viên của RCMP, cảnh sát tỉnh Ontario và các cơ quan cảnh sát thành phố khác. Hôm thứ tư, Ủy ban Dịch vụ Cảnh sát Ottawa đã chấp thuận yêu cầu bổ nhiệm 200 sĩ quan RCMP bổ sung để hỗ trợ các nỗ lực của địa phương nếu cần, cũng như là tái bổ nhiệm 631 sĩ quan mà đã được trao trạng thái cảnh sát đặc biệt. Trong các cuộc biểu tình của đoàn xe tự do trước đó, mới đây vào thứ năm, cảnh sát cho biết một người đã bị bắt và bị buộc tội sau khi họ cố gắng lái xe vào Ottawa được cho là để chuẩn bị cho sự kiện Rolling Thunder. Moderna tìm kiếm sự chấp thuận vắc xin COVID cho trẻ em dưới 6 tuổi ở Canada. Moderna cho biết họ đang tiến hành để trình lên Bộ Y tế Canada để được phê duyệt vắc sinh COVID-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hôm thứ Năm, Công ty Công nghệ sinh học đã yêu cầu các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cấp phép lưu lượng thấp vắc xin của họ cho trẻ em từ 6 tháng cho tới 5 tuổi. Tại Canada, thì Moderna cho biết họ hy vọng sẽ hoàn thành đơn xin phê duyệt theo quy định đối với các vắc xin COVID-19, Spikevax trong thời gian ngắn. Cho đến nay, Bộ Y tế Canada chỉ chấp thuận vaccine mRNA COVID-19 cho trẻ em trên 5 tuổi. Thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech có tên là Comirnaty có sẵn cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi và Moderna Spikevax có sẵn cho trẻ em từ 6 cho tới 11 tuổi. Theo dữ liệu liên bang, khoảng 41% trẻ em Canada trong nhóm này đã tiêm hai mũi. Lệnh cấm hiến máu đối với đàn ông quan hệ tình dục đồng giới có thể chấm dứt. Bộ Y tế Canada đã bật đèn xanh cho Canadian Blood Services để dỡ bỏ các hạn chế cụ thể đối với việc hiến máu từ những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Cơ quan quản lý liên bang cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ năm rằng họ đã phê duyệt một yêu cầu từ Canadian Blood Services để dỡ bỏ các hạn chế xung quanh các câu hỏi sàng lọc đối với những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới cấm họ hiến máu trong 3 tháng. Động thái này chính thức cho phép sự thay đổi chính sách dự kiến vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thay vào đó, những người hiến tặng sẽ được sàng lọc không phân biệt giới tính và tính dục đối với các hành vi tình dục có nguy cơ cao. Liên quan đến tình hình di trú Canada, Canada đã mời 829 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 27 tháng 4. Tất cả các ứng cử viên được mời trước đó đã nhận được đề cử từ chương trình đề cử cấp tỉnh TNT và có điểm hệ thống xếp hàng toàn diện CRS ít nhất là 772 điểm. Điểm tối thiểu tương đối cao vì các ứng viên Express Entry tự động nhận được 600 điểm cộng vào điểm số của họ khi họ nhận được đề cử của tỉnh. Nếu không có đề cử, các ứng cử viên có điểm thấp nhất sẽ có 172 điểm cơ bản trong vòng mời trước đó, Bộ Di trú Người Tị Nạn và Quốc tịch Canada, gọi tắt là IRCC, đã mời 787 ứng viên PNP với số điểm thấp nhất là 782 điểm. Bộ trưởng Bộ Di trú của Canada là Sean Fraser đã thông báo vào tuần trước rằng những lời mời Express Entry cho các ứng viên Federal Skilled Worker Program, gọi tắt là chương trình FSWP và Canadian Experience Class, gọi tắt là CEC, sẽ tiếp tục vào đầu tháng 7 Ngoài ra, phần lớn các đơn đăng ký Express Entry mới một lần nữa sẽ được xử lý trong tiêu chuẩn dịch vụ 6 tháng. Ông Pierre Polivre muốn cấm tiền điện tử của ngân hàng Canada. Ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Canada cho biết, ông sẽ cấm ngân hàng Canada phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương nếu ông trở thành thủ tướng. Ông Pierre Polivre người đang vận động tranh cử với lời thề đưa Canada trở thành thủ đô blockchain của thế giới, cũng cho biết ông sẽ bảo đảm rằng ngân hàng trung ương sẽ được giám sát thường xuyên, bao gồm cả việc kiểm toán chương trình mua trái phiếu đại dịch của họ. Ông Paul một thành viên đảng bảo thủ từ năm 2004, đang dẫn đầu tất cả các cuộc thăm dò trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 để chọn một nhà lãnh đạo mới cho đảng đối lập chính của Canada. Nếu đắc cử, ông có thể sẽ phải đợi đến năm 2025 cho cuộc bầu cử liên bang tiếp theo, vì Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau có thỏa thuận hỗ trợ chính trị với Đảng NDP. Ông Oliver trong chiến dịch tranh cử của mình đã đổ lỗi cho tỷ lệ lạm phát cao của Canada là do ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ trong đại dịch và cho biết tiền điện tử như là Bitcoin là một cách tốt để chọn không tham gia lạm phát các quan chức ngân hàng trung ương trong tuần này đã bác bỏ những tuyên bố đó. Chúng tôi không coi tiền điện tử là cách để người Canada tránh lạm phát hoặc như một nguồn giá trị ổn định. Phó Thống đốc cấp cao Caroline Rogers của Ngân hàng Canada đã nói với các nhà lập pháp. Thống đốc Tip McClam nói thêm rằng, ông thấy trước rằng, đồng đô la Canada vẫn ở vị trí trung tâm của hệ thống tài chính của đất nước. ngân sách trước bầu cử của Dartford đạt cơ và chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng cho dù trong tình trạng thâm hụt ngân sách. Đảng bảo thủ cấp tiến của Ontario đã công bố ngân sách bầu cử vào ngày thứ Năm, quảng cáo chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng và hứa sẽ giảm thuế cho một số người lao động và người cao tuổi dù cho ngân sách vẫn đang thâm hụt trong vài năm tới. Nhiều cam kết chính trong tài liệu dài 268 trang đã được chính phủ của Thủ hiến Đốt công bố trước chiến dịch bầu cử sắp diễn ra, dự kiến là bắt đầu vào ngày 4 tháng 5. Các chủ đề cốt lõi của kế hoạch tài chính trị giá 198,6 tỷ đô la, đó là một con số kỷ lục bao gồm cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng quan trọng xây dựng lại nền kinh tế sau COVID, giúp cho các gia đình đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao và bảo đảm tỉnh được chuẩn bị cho các đợt đại dịch tiếp theo. Cảnh sát Toronto đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện sản phẩm cần sa giống như kẹo. Cảnh sát thành phố Toronto đưa ra cảnh báo sau khi tìm thấy một số lượng không xác định các sản phẩm cần sa được đóng gói giống với các sản phẩm bánh kẹo thông thường tại một quầy thuốc không được cấp phép. Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét hôm thứ Ba tại khu vực Wilson Avenue và Bathurst Street. Theo cảnh sát mô tả, các sản phẩm này dường như sao chép và đặt tên giống như các sản phẩm bánh kẹo được sản xuất và bán ra trên thị trường cho công chúng. Các bức ảnh chụp sản phẩm cho thấy nhiều loại bánh quy và kẹo dẻo, bao gồm Stoner Patch, một bản nhái tên của Sour Patch Kids và Double Stuff Stone có hình dáng giống như bánh Oreo. Cảnh sát đang cảnh báo với các bậc cha mẹ để bảo đảm trẻ em không được tiếp cận với những sản phẩm có khả năng gây hại này. Hãy cảnh báo cho con cái của họ những sản phẩm này không phải là kẹo. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Năm. Hiện nay vẫn chưa rõ chủ sở hữu của quay thuốc có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào hay không. Toàn bộ ủy ban đảng kêu gọi tỉnh PC hãy thay thế RCMP bằng lực lượng cảnh sát tỉnh. Quỹ ban của toàn bộ đảng PC đang kêu gọi tỉnh thay loại bỏ cảnh sát hoàng gia RCMP trong tỉnh và thay thế bằng lực lượng cảnh sát cấp tỉnh. Ý nghị được đưa ra khi mà quỹ ban đang vật lộn để giải quyết những lo ngại về phân biệt chủng tộc liên quan tới cảnh sát trong tỉnh. Báo cáo viết tầm nhìn của quỹ ban về trị an và an toàn công cộng bao gồm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với cảnh sát và các dịch vụ an toàn công cộng với sự giám sát quản trị và đào tạo và chính sách nhất quán. Trong báo cáo, Ủy ban nhấn mạnh việc chuyển qua cảnh sát cấp tỉnh không phản ánh hiệu quả làm việc của các cảnh sát RCMP. Thành phố Vancouver tăng thuế nhà trống lên 5% vào năm 2023. Chủ sở hữu các khu dân cư bỏ trống ở Vancouver sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn vào năm tới Hội đồng thành phố Vancouver đã bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Tư để thông qua việc tăng thuế nhà trống của thành phố từ 3% lên 5% cho năm 2023. Việc tăng thuế được đề xuất bởi thị trưởng Kennedy Stewart, người cũng đã dẫn đầu mức tăng thuế lên 3% vào năm ngoái. Đề nghị được thông qua hôm thứ Tư cũng sẽ chứng kiến thành phố tăng hơn gấp đôi số cuộc kiểm toán được thực hiện theo chương trình lên 20.000 vào năm 2023. Các nhân viên của thành phố cũng được chỉ đạo điều tra những tác động của việc tăng thuế lên 10% có thể gây ra và đánh giá những thay đổi đối với các trường hợp miễn trừ hiện tại để cải thiện tính công bằng, để những người có lý do chính đáng cho nhà trống không bị phạt. Các nhân viên cũng được giao nhiệm vụ tìm hiểu xem thuế có thể được sử dụng như thế nào để đánh vào các bất động sản cho thuê ngắn hạn và cách chống lại việc tránh thuế. Văn phòng thị trưởng cho biết Dữ liệu sơ bộ từ thuế nhà trống năm 2021 cho thấy, số lượng bất động sản trống trong thành phố giảm và doanh thu cho các sáng kiến nhà ở giá rẻ tăng gấp đôi. Báo cáo thường niên về thuế nhà trống năm 2020 của thành phố cho thấy, số lượng bất động sản bỏ trống ở Vancouver đã giảm 26% từ năm 2017 đến năm 2020. Một cặp vợ chồng ở tỉnh BC mắc nợ tiền hoa hồng bất động sản mặc dù không bán được nhà, một thẩm phán đã ra lệnh cho một cặp vợ chồng ở tỉnh BC trả 52.500 đô la hoa hồng cho cơ quan bất động sản mà đã giao bán hai bất động sản mà họ sở hữu, mặc dù việc bán bất động sản chưa bao giờ hoàn thành. Phán quyết được đưa ra trong phiên tòa xét xử hai lô đất của Mike và Jessica Armstrong trên hồ Erock xác nhận rằng hợp đồng giao bán nhà tiêu chuẩn của các ngôi nhà ở tỉnh BC cho phép thu hoa hồng miễn là có hợp đồng mua bán có hiệu lực pháp luật nó không yêu cầu nhà bắt buộc phải được bán. Thẩm phán cho biết, cặp đôi nhà Armstrong đang phải chịu phí hoa hồng cho Century 21 Seaside Realty ở White Rock, cũng như các chi phí pháp lý. Vụ kiện của công ty Seaside đã yêu cầu trả khoản hoa hồng là 70.875 đô la, nhưng việc tiết lộ tài liệu về thù lao đã giới hạn hoa hồng của công ty ở mức 52.500 đô la. Thẩm phán nói, công ty môi giới đã hoàn thành các điều kiện của hợp đồng. Vợ chồng ông Armstrong đã ký một thỏa thuận dịch vụ niêm yết MLS với công ty môi giới Seaside vào tháng 5 năm 2017 cho hai cabin một mặt của họ trên một hồ nước yên tĩnh phía đông Mission. Sau đó, họ cũng ký một thỏa thuận cho phép người môi giới đại diện cho cả người mua và người bán trong giao dịch. Vào tháng 8 năm 2017, một công ty có tên là Vance Interest Investment do Michael Trent làm đại diện đã ký kết thỏa thuận mua bán để mua hai lô đất này. Hợp đồng thỏa thuận cuối cùng là sẽ mua với giá 1,35 triệu đô la với ngày giao nhà là tháng 7 năm 2018. Khi đến ngày giao nhà, người mua đã không xuất hiện và 70.000 đô la tiền đặt cọc đã được chuyển cho Armstrong. Công ty môi giới Seaside đã đệ đơn kiện Armstrong vào năm 2020, yêu cầu hoa hồng cộng với lãi suất cho việc mua bán mà đã bị hủy bỏ. liên quan đến chi phí sinh hoạt chưa bao giờ mà thanh thiếu niên có thể dễ dàng kiếm được việc làm như thời buổi hiện nay vậy tại sao nhiều em không nộp đơn tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục nhưng sự tham gia của thanh thiếu niên vào thị trường lao động không như trước đây những thanh thiếu niên muốn có một công việc làm trong mùa hè năm nay có thể sẽ thấy dễ dàng kiếm được việc hơn bao giờ hết mặc dù việc làm của thanh thiếu niên đã bị ảnh hưởng lớn khi đại dịch bắt đầu nhưng hiện tại thì nó đã hồi phục hoàn toàn cùng với hầu hết phần còn lại của bối cảnh việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp vừa xuống mức thấp kỷ lục 5,3% và Canada có hơn 915.000 việc làm trống trong quý tư năm 2021. Theo dữ liệu gần đây nhất có sẵn, gần với mức kỷ lục vào tháng 9 năm 2021, khi vị trí cần tuyển dụng nhân viên lên đến 1 triệu công việc. Theo nhà phân tích thị trường lao động là Huria Isat của Cục Thống kê Canada, những công việc này nằm trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả một số lĩnh vực mà thanh thiếu niên có nhiều khả năng làm việc nhất đó là dịch vụ ăn uống và bán lẻ isaac cho biết số lượng vị trí cần tuyển dụng công nhân cao nhất là dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp theo là chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội những công việc này thì không tuyển dụng nhiều thanh thiếu niên thứ ba là thương mại bán lẻ nhưng bởi vì thanh thiếu niên ít có khả năng theo đuổi công việc hơn trước đây nhiều vị trí cần tuyển dụng vẫn bị bỏ trống Tỷ lệ tham gia lao động đã giảm. Tỷ lệ phần trăm những người đang làm việc hoặc là tích cực tìm kiếm việc làm trong độ tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi đã giảm trong những thập kỷ gần đây. Thống kê Canada cho biết, trong năm 2008, tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia vào lực lượng lao động ở mức 56,5%. Nhưng trong nhiều năm, tỷ lệ này dao động ngay khoảng 50%, giảm xuống khi Covid xuất hiện lần đầu tiên. Theo thống kê Canada, con số mới nhất dựa trên vài tháng đầu năm 2020 là ở mức 50,7%. Theo Khawi Dayton, giám đốc giải trí cộng đồng của bộ phận công viên, lâm nghiệp và giải trí thành phố Toronto đồng ý rằng có một sự thay đổi đáng chú ý về sự sẵn sàng tham gia vào lao động bán thời gian của nhóm tuổi teen. Ông cho biết, nhóm thanh thiếu niên hiện phải đối mặt với rất nhiều hoạt động ngoại khóa và áp lực học đường. Do đó, những người trẻ tuổi này không còn nhiều thời giờ để tham gia vào lực lượng lao động. Các nhà tuyển dụng thuê nhiều thanh thiếu niên đang nói rằng họ đang phải cạnh tranh để tuyển dụng lao động trẻ. Như là rạp phim Cineplex chẳng hạn đang cung cấp các đặc quyền như là xem phim và chơi game miễn phí. Để dễ dàng tìm được một công việc, theo Kristen Blue, người đứng đầu bộ phận nhân sự tại View, khuyên các ứng viên nên chuẩn bị một resume, tức là hồ sơ cá nhân của mình, ngay cả khi họ không có nhiều thứ để viết. Chỉ cần những điều cơ bản nếu bạn không có gì nhiều để ghi thì chỉ cần đưa những hoạt động mà bạn đang làm như là tham gia ngoại khóa công việc tình nguyện rất là tuyệt vời để ghi vào khi đến lúc phỏng vấn cô blue nói rằng chìa khóa là thanh thiếu niên phải cố gắng hết sức để vượt qua sự nhút nhát và cho thấy sự hăng hái của mình bạn muốn thể hiện rằng bạn là người giải quyết vấn đề rằng bạn có khả năng và có thể nói chuyện với công chúng và hãy mạnh dạn thực hiện bước nhảy vào lực lượng lao động vì cuối cùng bạn cũng sẽ phải nộp đơn vào một công việc nào đó và nó thực sự không tệ như bạn nghĩ. Những chú chó được xích sẽ được phép vào tàu điện ngầm của Montreal vào cuối năm nay. Hội đồng thành phố Montreal đã bỏ phiếu, nhất trí cho phép các chú chó mà đã được xích đi vào tàu điện ngầm vào cuối năm 2022. Đảng đối lập Ensemble Montreal lần đầu tiên đề xuất ý tưởng cách đây vài tuần sau một bản kiến nghị trực tuyến của Tổ chức Bảo vệ Động vật Montreal đã được hơn 17.000 người ký tên. Phương tiện công cộng Montreal hiện chỉ cho phép chó dẫn đường được xích hoặc là vật nuôi trong lòng trên hệ thống vận chuyển của họ. Thị trưởng Montreal đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này, đề xuất rằng nó nên được thử nghiệm với một dự án thử nghiệm trước. Giờ đây thì phương tiện công cộng Montreal phải thiết lập các thông số của dự án Tính đến những người có vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như là dị ứng hoặc là ám ảnh sợ hãi. Một trong những đề xuất khả thi là chỉ cho phép dắt chó vào tàu điện ngầm vào những thời điểm nhất định trong ngày hoặc là trên những toa được chỉ định. Chính phủ Manitoba công bố các sáng kiến cải thiện đường cao tốc trị giá 1,5 tỷ đô la. Tỉnh đã công bố một dự án cho chương trình cải thiện đường cao tốc trị giá 1,5 tỷ đô la trong kế hoạch 3 năm, Manitoba sẽ triển khai một loạt các cải tiến cho mạng lưới đường cao tốc của tỉnh. Hiện tại thì tỉnh có hai sáng kiến quan trọng. Một là sáng kiến xa lộ Winnipeg nhằm nâng cấp một số điểm nhất định dọc theo đường cao tốc Perimeter để bảo đảm một trải nghiệm an toàn hơn và hiệu quả hơn. Tỉnh cho biết 135 triệu đô la đang được đưa vào nút giao thông ở đường St. Mary và các đội sẽ xây dựng lại trong tương lai gần. Ngoài ra, công trình tại McGillivray Boulevard đang ở giai đoạn thiết kế bằng đầu. Sáng kiến thứ hai liên quan tới việc nâng cấp sâu rộng các đường cao tốc của Manitoba nhằm mục đích cải thiện quá trình vận chuyển hàng hóa liên tỉnh và quốc tế. Người đàn ông Nova Scotia thiệt mạng sau khi bị tông bởi xe của cảnh sát hoàng gia RCMP RCMP cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị xe cảnh sát tông tại Eddington force Nova Scotia. Vào khoảng 10 giờ 30 tối ngày thứ Tư, RCMP đã phản hồi báo cáo về việc một người đang đi bộ trên quốc lộ 104, có thể là đang đi về phía có giao thông. Trong khi tuần tra khu vực này, RCMP cho biết một trong những sĩ quan của họ đã dùng chiếc xe cảnh sát tông vào người đi bộ đó. Tôi biết người đàn ông mươi 22 tuổi, được cho là đã chết tại hiện trường. Thông cáo cho biết thêm rằng, vào khoảng 9 giờ 30 sáng thứ Năm, một người đàn ông đã đến đồn cảnh sát và báo cáo rằng anh ta đã va chạm trên xa lộ 104 tại Athens Falls vào đêm 27 tháng 4. Người đàn ông nói với RCMP rằng anh ta đã va chạm vào một vật thể không xác định trên đường cao tốc và sau khi biết được cái chết của người đi bộ trong đêm, anh ta đã quyết định báo cáo vụ va chạm với RCMP để điều tra thêm. Các nhà điều tra của RCMP và SIRT đang làm việc để xác định xem hai vụ va chạm có liên quan với nhau hay không. RCMP cho biết SRT đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ va chạm giữa RCMP và nạn nhân và cảnh sát sẽ không cung cấp thêm chi tiết. Một khảo sát cho thấy 27% cư dân Saskatchewan thay đổi quan điểm chính trị của họ trong đại dịch. Một cuộc khảo sát mới cho thấy rằng quan điểm chính trị của hầu hết cư dân Saskatchewan vẫn giữ nguyên trong thời gian đại dịch xảy ra nhưng trong số hơn một phần tư số người được hỏi mà đã thay đổi quan điểm của mình. 70% nói rằng họ đã trở nên thiên về cánh hữu hơn, trong khi 30% đã trở nên thiên tả hơn. Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Ứng dụng Canada tại Đại học Saskatchewan đã khảo sát 401 cư dân tỉnh bang qua điện thoại. Từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 3, họ đã được hỏi liệu quan điểm chính trị của họ đã trở nên thiên tả, tức là theo chủ nghĩa tự do hay là thiên hữu, tức là theo chủ nghĩa bảo thủ hơn hay vẫn giữ nguyên. 61% số người được hỏi cho biết họ không thay đổi quan điểm chính trị của mình trong vài năm qua trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, 27,2% cho biết họ đã thay đổi quan điểm của mình. Cuộc thăm dò cho thấy người dân ở các vùng nông thôn và các thành phố nhỏ hơn có xu hướng trở nên nghiêng về cánh hữu hơn, trong khi những người sống ở Saskatoon và Regina có nhiều khả năng trở nên thiên tả hơn hoặc là vẫn giữ nguyên. Và sau đây là cập nhật nhanh tình trạng COVID-19 ở Canada. Tính đến tối ngày 28 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 6.794 ca nhiễm mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 3.732.567 ca. Có thêm 3.751 ca được báo cáo hồi phục. Hiện có 244.181 ca được báo cáo còn bệnh có thêm 61 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 39.068 người cho đến nay. Hơn 83,7 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trên 33,7 triệu người, tức là 88,2% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 81,8% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 92,8% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và trên 86% đã tiêm hai liều hơn 48,2% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm cả mũi tiêm tăng cường. Trên 18,4 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Trên khắp các tỉnh bang, tỉnh Ontario báo cáo có 3.560 ca bệnh mới và 21 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì công bố 1.768 ca nhiễm mới cũng như 23 trường hợp tử vong. Tỉnh Manitoba thì có 1.436 ca bệnh mới và 13 ca tử vong. Các tỉnh bang còn lại không đưa ra cập nhật báo cáo con số COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị nhấn nút like chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Trong diễn biến cuộc giao tranh tại Ukraine, Kiev phá bỏ tượng đài tượng trưng cho tình hữu nghị với Nga. Về phía Nga, Nga đã cảnh báo phương Tây đừng thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi. NATO cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong nhiều năm chiến tranh chống lại Nga cơ quan NATO có thể để Phần Lan và Thụy Điển nhanh chóng tham gia liên minh. Công nhân định công để gây áp lực buộc Tổng thống Sri Lanka từ chức. Nền kinh tế Mỹ bất ngờ bị thu hẹp trong quý đầu tiên. Người dùng của Twitter tăng sau khi ông Musk tiếp quản. Bắc Kinh tăng cường xét nghiệm cho 22 triệu cư dân để tránh phong tỏa như Thượng Hải. Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh bị hội đồng York City tước bỏ quyền tự do của thành phố ai cập bị chỉ trích sau khi ca sĩ bị bỏ tù vì video múa bụng biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm mới cùng một số tin tức đáng chú ý khác sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với tuấn liêm và hoàng anh sau đây là một số cập nhật về tình hình tại ukraine kiev phá bỏ tượng đài tượng trưng cho tình hữu nghị với nga hai tháng sau cuộc chiến với nga kiev đã phá bỏ một tượng đài thời liên xô được cho là để kỷ niệm tình hữu nghị của Nga và Ukraine. Tượng đài có một số bức tượng nhằm kỷ niệm 1.500 năm thành lập thủ đô Kiev và kỷ niệm tình hữu nghị giữa người Ukraine và người Nga. Trên vòm hữu nghị của các nhân dân, các nhà hoạt động năm 2018 đã vẽ một vết nứt để thu hút sự chú ý đến những người Ukraine bị giam cầm ở Nga và Crimea. Thị trưởng Vitaly Klitschko nói với các nhà báo có mặt rằng họ đã bắt đầu loại bỏ các biểu tượng của Nga khỏi thành phố. Ông nói, bạn sẽ không giết anh trai của bạn, bạn không hà hiếp em gái của bạn, bạn không phá hủy đất nước của bạn mình. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi đã phải tháo dỡ tượng đài này. Bức tượng hiện đã bị phá bỏ là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng cao 6 mét. Mô tả một người Nga và một công nhân Ukraine đang cầm giải băng hữu nghị của Liên Xô để kỷ niệm sự thống nhất giữa Nga và Ukraine kiến trúc sư Sergei Mihorovsky đã thiết kế và tượng đài được xây dựng vào năm 1982. Giờ đây thì cụ ông 86 tuổi này cho rằng việc phá bỏ bức tượng là việc làm đúng đắn, không có tình bạn với Nga và sẽ không có lâu dài miễn là Putin và băng đảng của ông ta còn ở trên thế giới này, ông nói. Trong quá trình phá dỡ các bức tượng, một trong hai đầu bị gãy và rơi xuống. Thị trưởng Klitschko giải thích, các công nhân gặp khó khăn khi hạ những bức tượng khổng lồ. Nhưng cuối cùng họ đã thành công. Và theo cách đó, chúng tôi phải đánh đuổi kẻ thù và kẻ chiếm đóng Nga khỏi đất nước của chúng tôi. Khi một cần cẩu hạ tượng đài xuống, một đám đông khoảng 100 người đã hò reo hò hét. Vinh quang cho Ukraine, vinh quang cho các anh hùng, vinh quang cho nhân dân Ukraine. Ở những nơi khác ở Ukraine, quá trình The Russification, tức là Phi-Nga hóa, cũng đang được tiến hành, với các tượng đài của Liên Xô bị dỡ bỏ và các đường phố và quảng trường được đặt theo tên của các nhân vật Nga được đổi tên. Kiev sắp đổi tên khoảng 60 đường phố và địa điểm. Một ga tàu điện ngầm mang tên Leo Tolstoy cũng sẽ bị đổi tên. Tuy nhiên, đối với một số người, điều đó đã đi quá xa. Theo Ihor Sohivik, một cư dân Kiev nói chỉ có những kẻ ngốc mới có thể làm điều này. Nếu đó là một bức tượng Putin, tôi sẽ hiểu. Nhưng bạn phải phân biệt đâu là kẻ thù và đâu là tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới. Châu Âu đấu tranh để có được sự rõ ràng về đồng rút của Nga Ủy ban châu Âu hôm thứ Năm cảnh báo những người mua khí đốt của Nga rằng họ có thể vi phạm các lệnh trừng phạt nếu chuyển thanh toán khí đốt thành đồng rút khi các quan chức đấu tranh để làm rõ lập trường của khối châu Âu về kế hoạch thanh toán của Moscow, vốn đã gây ra sự nhầm lẫn trong khối. Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau vào thứ hai để thảo luận về tình hình, điều khiến các quốc gia thành viên chia sẻ về việc liệu các lệnh trừng phạt có bị phá vỡ nếu họ sử dụng cơ chế thanh toán bằng đồng rút của Nga hay không. Khó khăn là việc thanh toán chỉ được coi là hoàn tất sau khi tiền thanh toán được chuyển đổi sang rút đây sẽ là một giao dịch có liên quan đến Ngân hàng Trung ương của Nga, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của khối châu Âu. Vì để việc chuyển đổi được thực hiện, cần mở một tài khoản tại Ngân hàng Gazprom Bank của Nga. Gazprom của Nga đặt lợi nhuận cao kỷ lục 29 tỷ Mỹ Kim vào năm 2021. Gazprom của Nga hôm thứ Năm dự báo sản lượng khí đốt giảm khoảng 4% trong năm nay. Và một dấu hiệu khác cho thấy tác động của lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow sau khi gã khổng lồ dầu khí báo cáo thu nhập kỷ lục trong năm ngoái. Gazprom cho biết trong một tuyên bố rằng lợi nhuận ròng của họ đạt 2,09 nghìn tỷ rúp tức là 29 tỷ Mỹ kim vào năm 2021 tăng từ 135 tỷ rúp trong năm tài chính năm 2020 nhờ giá dầu và khí đốt tăng. Công ty do điện Kremlin kiểm soát trước đó đã kỳ vọng lợi nhuận năm 2022 sẽ vượt qua mức cao kỷ lục năm 2021. Nhưng mà các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đối với cái mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế Nga. Gazprom cũng cho biết doanh số bán hàng năm 2021 của họ đã tăng lên 10,2 ngàn tỷ rút từ 6,3 ngàn tỷ rút vào năm 2020. Nga cảnh báo phương Tây đừng thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Hôm thứ Năm, Nga cảnh báo phương Tây rằng sẽ có một phản ứng quân sự cứng rắn đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga và đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh chủ chốt của họ phá hoại an ninh châu Âu bằng cách công khai kích động Ukraine tấn công Nga. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên tại Moscow. Ở phương Tây, họ đang công khai kêu gọi Kiev tấn công Nga bao gồm cả việc sử dụng vũ khí nhận được từ các nước NATO. Tất nhiên, bạn không nên tiếp tục thử sự kiên nhẫn của chúng tôi. Điện Kremlin cho biết phương Tây và đặc biệt là Anh nỗ lực cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, đe dọa an ninh của châu Âu. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng bản thân xu hướng bơm vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nặng cho Ukraine và các nước khác là hành động đe dọa an ninh của lục địa này và gây bất ổn. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba cho biết nếu mà các cuộc tấn công tiếp tục như vậy thì Moscow sẽ nhắm vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine, bao gồm cả những nơi mà họ cho rằng các cố vấn phương Tây đang giúp đỡ Kiev. Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của Nga nói, các thủ đô của Kiev và phương Tây đang nghiêm túc xem xét tuyên bố của Bộ Quốc phòng rằng việc tiếp tục xúi dục Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng cứng rắn từ Nga. Saharova đã coi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như là một con rối của phương Tây, người đang bị Mỹ lợi dụng để đe dọa Nga. Hoa Kỳ dù không sử dụng lực lượng của mình hoặc là NATO để đi đến, Ukraine nhưng mà Washington và các đồng minh châu Âu đã cung cấp vũ khí cho Kiev như máy bay không người lái, pháo hàng nạn Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Zelensky đã cầu xin các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu cung cấp cho Kiev những vũ khí và thiết bị hạng nặng hơn. NATO cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ cho Kiev nhiều năm trong cuộc chiến chống lại Nga. Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO sẵn sàng duy trì ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga trong nhiều năm bao gồm cả việc giúp Kiev chuyển đổi từ vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí hệ thống hiện tại của phương Tây. Người đứng đầu của NATO cho biết phương Tây sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine mà Moscow gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt, thông qua các biện pháp trừng phạt và viện trợ kinh tế cũng như quân sự cho Kiev. Hầu hết vũ khí hạng nặng mà các nước NATO gửi đến Ukraine cho đến nay là vũ khí do Liên Xô chế tạo vẫn còn trong kho của các quốc gia thành viên NATO ở Đồng Âu. Nhưng mà Hoa Kỳ và một số đồng minh khác đã bắt đầu cung cấp cho Kiev các loại pháo phương Tây. Đức hôm thứ Ba đã công bố lô hàng xe tăng Jabhat được trang bị súng phòng không cho Ukraine lần đầu tiên bà Linh chấp thuận việc giao vũ khí hàng nặng cho Kiev. Thủ tướng Thụy Điển bác bỏ trưng cầu dân ý về việc trở thành thành viên NATO. Thủ tướng Madalena Anderson cho biết chính phủ Thụy Điển không có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nếu quốc hội của họ quyết định tiến hành đơn xin gia nhập NATO vào hôm thứ Sáu. Một cuộc thăm dò ý kiến của Moscow trên nhật báo được công bố vào ngày 20 tháng 4 cho thấy 57% người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO tăng từ 51% vào tháng 3 Trước nhiều khả năng Thụy Điển và Phần Lan sẽ chuyển từ quan điểm trung lập về chính trị sang gia nhập một liên minh quân sự, NATO đã bật đèn xanh và nói rằng NATO có thể để Phần Lan và Thụy Điển nhanh chóng tham gia liên minh. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẽ có thể nhanh chóng gia nhập NATO nếu họ quyết định đề nghị trở thành thành viên của liên minh quân sự phương Tây. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels nếu họ quyết định nộp đơn phần lan và thụy điển sẽ được chào đón nồng nhiệt và tôi hy vọng quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng đồng thời cho biết thêm ông dự định sẽ nói chuyện với tổng thống phần lan vào cuối ngày công nhân đình công để gây áp lực buộc tổng thống sri lanka từ chức các doanh nghiệp đóng cửa giáo viên vắng mặt và giao thông công cộng bị gián đoạn khi người dân sri lanka chú ý đến lời kêu gọi tổng đình công hôm thứ năm để gây áp lực buộc tổng thống từ chức trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gia tăng. Các khu thương mại ở thủ đô Colombo đã bị đóng cửa. Các nhân viên ngân hàng, giáo viên và các chuyên gia khác đã tổ chức diễu hành và tham gia vào địa điểm biểu tình chính đối diện văn phòng tổng thống, nơi người biểu tình đã tụ tập trong nhiều tuần. Các bác sĩ và y tá cho biết họ sẽ ủng hộ cuộc đình công bằng các cuộc biểu tình trong giờ nghỉ trưa công nhân trên các đồn điền trà, cao su và trong các nhà máy may mặc cũng tham gia. Sri Lanka đang đứng trước bờ vực phá sản với các khoản nợ nước ngoài khổng lồ và thiếu ngoại tệ, gây ra tình trạng thiếu hụt các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu như là nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men. Các bác sĩ đã cảnh báo về tình trạng thiếu thuốc và thiết bị ở các bệnh viện một cách thảm khốc. Những người biểu tình đã tập trung đông đúc trên các đường phố kể từ tháng 3 cho rằng Tổng thống Gotabeya Rajapaksa và gia đình ông, những người đã thống trị gần như mọi khía cạnh của cuộc sống ở Sri Lanka trong phần lớn 20 năm qua, phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này. Sri Lanka trước đó đã trì hoãn việc trả các khoản nợ nước ngoài 7 tỷ đô la Mỹ đã đến hạn trong năm nay, trong khi dự trữ ngoại hối chỉ dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Tình trạng khan hiếm các mặt hàng thiết yếu nhập khẩu khiến người dân phải xếp hàng hăng dơ đồng hồ để mua được lượng hàng dự trữ hạn chế. Các quan chức chính phủ đã đổ lỗi cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine và đại dịch coronavirus đã gây ra cuộc khủng hoảng nợ và cho biết họ đang thảo luận về các kế hoạch giải cứu và hoàn trả khoản vay với Quỹ tiền tệ quốc tế, Trung Quốc và các tổ chức khác. Tổng thống Rajapaksa đã cải tổ lại nội các của mình và đề nghị một chính phủ đoàn kết trong nỗ lực dập tắt các cuộc biểu tình, nhưng các đảng đối lập từ chối tham gia một chính phủ do anh em Rajapaksa đứng đầu. kinh tế Mỹ bị đè nặng trong quý đầu tiên. Nên kinh tế của Mỹ bất ngờ thu hẹp trong quý đầu tiên do số ca Covid-19 tăng trở lại và tiền cứu trợ đại dịch từ chính phủ đã giảm, sản lượng giảm trong khi nhu cầu trong nước vẫn mạnh. Đây là sự sụt giảm tổng sản lượng quốc nội đầu tiên trong gần 2 năm, chủ yếu là do thâm hụt thương mại rộng hơn khi mà nhập cảnh tăng mạnh và tốc độ tích lũy hàng tồn kho chậm lại so với tốc độ mạnh mẽ của quý 4. Nhu cầu trong nước đã tăng lên so với tốc độ của quý 4, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát đình trệ hoặc là suy thoái. Cục dự trữ liên bang dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào ngày thứ tư tới. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất chính thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và có khả năng sớm bắt đầu cắt giảm lượng tài sản nắm giữ. Nhập khẩu tăng đột biến một phần trong bối cảnh các doanh nghiệp lo ngại tình trạng thiếu hàng vì chiến tranh Nga-Ukraine, đồng thời xuất khẩu lao dốc. Điều đó dẫn tới sự thâm hụt thương mại tăng mạnh, khiến cho GDP trừ 3,20 điểm phần trăm. Thương mại hiện là lực cản đối với việc tăng trưởng trong 7 quý liên tiếp. Các doanh nghiệp đã chuyển sang nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu, trong khi các nhà sản xuất trong nước không đủ năng lực để thúc đẩy sản xuất. Mặc dù các doanh nghiệp tiếp tục khôi phục lại, nhưng mà tốc độ đã điều chỉnh lại từ quý 4 dẫn tới việc đầu tư vào hàng tồn kho cắt giảm 0,84 điểm phần trăm so với tăng trưởng GDP. Tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng chiếm hơn 2 phần 3 hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, đạt tỷ lệ 2,7% so với tốc độ 2,5% của quý 4. mặc dù chịu ảnh hưởng từ làn sóng mùa đông của các trường hợp coronavirus do Omicron thúc đẩy khác nhau, FDA ban hành kế hoạch cấm tinh dầu bạc hà trong thuốc lá và xì gà. Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã công bố kế hoạch cấm thuốc lá và xì gà có hương liệu bạc hà với lý do gây thiệt hại cho những người hút thuốc và thanh niên da đen. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm cho biết loại bỏ thuốc lá có tinh dầu bạc hà có thể ngăn ngừa từ 300.000 cho tới 650.000 ca tử vong do hút thuốc trong hơn 40 năm vị bạc hà chiếm hơn một phần ba số thuốc lá được bán ở Hoa Kỳ và được những người hút thuốc da đen và những người trẻ tuổi ưa chuộng. Tác dụng là làm mát của tinh dầu bạc hà đã được chứng minh là có thể che bớt sự gắt cổ họng của việc hút thuốc. Nó giúp bắt đầu hút thuốc dễ dàng hơn và khó từ bỏ thuốc lá hơn. FDA cho biết họ cũng sẽ tìm cách cấm hàng chục hương vị khác như là nho và dâu trong xì gà những thứ đang ngày càng phổ biến với giới trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên và đen. FDA đã nhiều lần cố gắng loại bỏ tinh dầu bạc hà, nhưng vấp phải sự phản đối từ Big Tomato, các thành viên của quốc hội và các lợi ích chính trị cạnh tranh dưới chính quyền của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Việc loại bỏ tinh dầu bạc hà sẽ là một đòn giáng mạnh vào các công ty thuốc lá, bao gồm Reno's American, công ty bán các nhãn hiệu tinh dầu bạc hà hàng đầu Newport và Kool. Người dùng Twitter đã tăng sau khi Musk tiếp quản. Twitter đã báo cáo mức tăng trưởng người dùng mạnh hơn dự kiến sau khi được tỷ phú Elon Musk mua lại với 44 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, doanh thu tổng thể và doanh số quảng cáo không đạt được so với ước tính của các nhà phân tích do cuộc chiến đã diễn ra ở Ukraine cổ phiếu tăng 1% trong thời gian đầu giao dịch. Tổng doanh thu trong quý đầu tiên là 1,2 tỷ Mỹ Kim so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 1,23 tỷ Mỹ Kim theo dữ liệu IBES từ Refinitiv. Người dùng hoạt động hàng ngày trên Twitter đã tăng 229 triệu trong quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 từ 199 triệu một năm trước đó con số này đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích về 226,8 triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Thu nhập ròng của Twitter đã tăng lên 513,3 triệu Mỹ Kim, tương đương với 61 cent mỗi một cổ phiếu, từ 68 triệu Mỹ Kim, 8 cent cho một cổ phiếu một năm trước đó. Chủ sở hữu của Facebook là Meta Platform vào ngày thứ Tư cũng đã báo cáo sự tăng trưởng người dùng trở lại. Điều này giúp thúc đẩy cổ phiếu truyền thông xã hội cao hơn. Twitter từ lâu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tốc độ ra mắt sản phẩm chậm chạp. Musk đã thuyết các đề xuất khác nhau từ việc phát hành một nút chỉnh sửa được yêu cầu rộng rãi đến việc biến kỹ thuật toán của Twitter thành nguồn mã nguồn mở. Musk đã nói rằng Twitter không nên phục vụ quảng cáo. Điều này sẽ cho phép nền tảng kiểm soát nhiều hơn các chính sách nội dung của mình. Các nhà quảng cáo thường thích kiểm duyệt nội dung mạnh mẽ để giúp ngăn chặn thương hiệu của họ xuất hiện bên cạnh nội dung không phù hợp. Trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hiển thị địa điểm của người dùng để chống lại hành vi xấu. Weibo của Trung Quốc vào thứ Năm đã nói với người dùng rằng họ sẽ bắt đầu công bố vị trí IP trên các trang tài khoản của người dùng và khi người dùng đăng bình luận nhằm chống lại hành vi họ gọi là hành vi xấu trực tuyến. Động thái này được đăng trên tài khoản chính thức của Weibo đã thu hút được hơn 200 triệu lượt xem và được thảo luận rộng rãi. Với một số người dùng bức xúc vì sự giảm ẩn danh trực tuyến của họ. Tuy nhiên, những người khác thì cho biết họ ủng hộ các biện pháp này do thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19. Đối với người dùng ở Trung Quốc, nền tảng sẽ hiển thị tỉnh hoặc là thành phố nơi họ đăng bài. Đối với những người sử dụng Weibo ở nước ngoài, quốc gia trong địa chỉ IP của người dùng sẽ được hiển thị. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ không gian mạng và trong năm qua đã đẩy mạnh nỗ lực gọi là làm sạch internet. Các trang mạng xã hội của Trung Quốc mà không kiểm duyệt được nội dung quan trọng sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính cũng như tạm ngừng cung cấp dịch vụ theo luật hiện hành. Cũng liên quan Trung Quốc về tình hình dịch bệnh Bắc Kinh tăng cường xét nghiệm cho 22 triệu cư dân để tránh phong tỏa như Thượng Hải. Hôm thứ Năm, Bắc Kinh đã đóng cửa một số trường học và một vài địa điểm công cộng khi 22 triệu cư dân của thủ đô Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc xét nghiệm COVID-19 hàng loạt nhằm ngăn chặn một vụ phong tỏa giống như ở Thượng Hải. Tuy nhiên, nỗi lo sợ ngày càng gia tăng rằng Trung Quốc sẽ bị mắc kẹt trong một tình huống xoay vòng không hồi kết trong những tháng tới, chẳng hạn như là dỡ bỏ phong tỏa ở một vài nơi trong khi áp đặt phong tỏa ở những khu vực khác, gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và khiến người dân của họ bực tức. Một số trường học, khu dân cư, địa điểm vui chơi giải trí và địa điểm du lịch cũng bị đóng cửa. Universal Studios ở Bắc Kinh cho biết, kể từ thứ Sáu, họ sẽ yêu cầu du khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trước khi họ có thể vào công viên giải trí này. Andrew Ward, 36 tuổi, là một người Canada sống tại một trong những ngôi nhà có sân trong con ngõ hẹp ở Bắc Kinh, được gọi là khu phố cổ Hutong, Hồ Đồng, đã được đưa đến cách ly trong một khách sạn hôm thứ Năm, mặc dù kết quả xét nghiệm của anh ta là âm tính. Tính đến 3 giờ chiều thứ Năm, Bắc Kinh đã phát hiện 56 ca mắc COVID-19 mới tại địa phương. Tổng số ca mắc COVID-19 của thành phố trong đợt bùng phát hiện tại đã tăng lên 194 ca. Tại Đài Loan, Dân Chủ, Hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là của riêng mình, các nhà chức trách đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế ngay cả khi các trường hợp COVID-19 hàng ngày lần đầu tiên đã lên đến con số 10.000 ca. Hòn đảo này hiện chỉ ghi nhận 7 ca tử vong vì COVID-19 trong năm nay. Tại Vương quốc Anh, Hoàng tử Andrew bị Hội đồng York City tước bỏ quyền tự do của thành phố. Hoàng tử Andrew, công tước xứ York, đã mất thêm một danh dự nghi lễ khác khi các hội đồng trên khắp nước Anh đang cắt đứt quan hệ với ông do những cáo buộc lạm dụng tình dục của thành viên hoàng gia này. Hội đồng ở phía bắc thành phố York vào tối thứ tư đã bỏ phiếu nhất trí rút lại quyền tự do của thành phố của vị hoàng tử. Ông đã được trao danh dự này vào năm 1987 sau khi nữ hoàng Elizabeth đề nghị phong ông làm công tước xứ York. Hoàng tử Andrew là người đầu tiên bị tước bỏ một danh dự thuần túy mang tính nghi lễ có từ thời trung cổ khi những người tự do được hưởng những đặc quyền đặc biệt những người nhận được vinh dự hoàng gia bao gồm nữ diễn viên judy dench và công chúa hoàng gia anh annie người em gái của hoàng tử andrew trước đó vào tháng 1, hoàng tử andrew đã bị tước bỏ các vai trò quân sự danh dự của mình trong bối cảnh phẫn nộ xung quanh một vụ kiện cáo buộc ông đã lạm dụng tình dục với một cô gái 17 tuổi và lo ngại rằng vụ bê bối sẽ làm ô nhiễm Hạ viện Windsor. Hoàng tử Andrew sau đó đã dàn xếp vụ kiện và đồng ý trả cho người tố cáo một khoản tiền không được tiết lộ. Giới truyền thông Anh cho rằng khoản tiền đó có thể lên đến 12 triệu bảng Anh, tức là 15 triệu đô la Mỹ. Vụ bê bối đã khiến nữ hoàng tước bỏ quyết định lãnh đạo danh dự của ông đối với các tổ chức từ thiện khác nhau được gọi là bảo trợ của hoàng gia và cấm ông sử dụng danh hiệu hoàng thân trong các cơ sở chính thức ủy viên hội đồng york city cho biết thành phố chỉ đang noi theo nữ hoàng anh trong việc loại bỏ các tước vị của hoàng tử andrew ai cập bị chỉ trích sau khi ca sĩ bị bỏ tù vì video múa bụng các nhóm nhân quyền đã chỉ trích một tòa án ai cập đã bỏ tù hai ca sĩ nổi tiếng vì một video mà họ thực hiện với một vũ công múa bụng người Brazil. Trong clip, họ được nhìn thấy đang hát nhép và mỉm cười khi một vũ công trong trang phục áo dài và áo khoác thực hiện các động tác của mình. Video đã trở thành một hit trên YouTube vào năm 2020 và đã đạt được hàng triệu lượt xem. Nhưng mà tòa án tại Alessandra đã kết luận những người đàn ông này phạm tội vi phạm các giá trị gia đình trong điều đang được coi là một phần của cuộc đàn áp rộng hơn đối với biểu hiện nghệ thuật. Họ còn bị kết tội trục lợi từ video có sự tham gia của vũ công Lord Diana, người đã trở nên nổi tiếng ở Ai Cập với những động tác gợi cảm duyên dáng của cô ấy. Hai ca sĩ Hamobika và Omar Camo, bị kết án một năm tù giam và bị phạt 10.000 bản Ai Cập. Và nếu họ trả thêm một số tiền tương tự như là một khoản phí thì án tù có thể được đình chỉ tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết ai cập đang ngày càng dựa vào các mà họ gọi là các giá trị gia đình bị lạm dụng và không được xác định rõ để kiểm soát các phương tiện truyền thông xã hội biến đổi khí hậu có thể làm tăng các nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm mới theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ năm trên tạp chí nature biến đổi khí hậu sẽ dẫn tới hàng ngàn loại virus mới lây lan giữa các loài động vật vào năm 2070. Và điều đó có khả năng làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm mới nổi từ động vật sang người. Điều này đặc biệt đúng với châu Phi và châu Á, những châu lục từng là điểm nóng và dịch bệnh chết người khi virus lây lan từ người sang động vật hoặc là ngược lại trong vài thập kỷ qua. Chúng bao gồm bệnh cúm, HIV, Ebola và coronavirus các nhà nghiên cứu đã sử dụng một mô hình để kiểm tra cách thức hơn 3.000 loài động vật có vú có thể di cư và chia sẻ virus trong 50 năm tới nếu mà thế giới ấm lên 2 độ C. Và nghiên cứu gần đây đã cho thấy điều này là có thể. Theo đó thì họ đã phát hiện ra rằng việc lây lan virus giữa các loài sẽ xảy ra hơn 4.000 lần chỉ riêng ở các loài động vật có vú. Các loài chim và động vật biển không được đưa vào nghiên cứu. Ở nhà nghiên cứu cho biết không phải tất cả các loại virus sẽ lây lan sang người hoặc là trở thành đại dịch với quy mô của coronavirus như số lượng virus lai giữa các loài sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan sang người. Các chuyên gia biến đổi khí hậu và bệnh truyền nhiễm cũng đã nhất trí với nhau rằng một hành tinh nóng lên có thể sẽ dẫn tới việc tăng nguy cơ xuất hiện các loại virus mới. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 28 tháng 4 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 7.116 ca mắc mới. Trong ngày có 79.171 bệnh nhân khỏi bệnh và 3 ca tử vong. Tại Hà Nội có 913 ca mắc mới và Sài Gòn thì số ca mắc mới là 82 ca. Các địa phương khác có số ca mắc mới cao là Phú Thọ 475 ca, Vĩnh Phúc 418 ca, Yên Bái 305 ca,

là 629 ca và tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 213.645.290 liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch 28 tháng 4, một Canada bằng 0,7795 đô la Mỹ và bằng 0,7420 đồng euro. Trong khi đó, 1 đô la Canada bằng 17.976 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 23.013 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 105,10 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 107,60 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.895,85 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 29 tháng 4 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân dự trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị một ngày mới vui khỏe và an lành. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.